Vâng, mời chào các bạn. Hôm nay bonsai đi anh Vượng xuống thăm vườn của anh Quyền đây. Không ngờ lên đến tầng tầng 6 ở trên thì lại sân thượng thì lại thấy một cái bất ngờ nữa các bạn ạ. Cứ nghĩ là anh ít ít cây thôi. Quay vườn dưới xong anh lại bảo tiếp tục lại lên tầng nữa. Ôi lên đây nhiều quá mà toàn cây to cây khủng này. Ghê không? Bất ngờ với anh Quyền. Anh nắm hang ủ mưu đấy. Ôi xuồng này, này nhìn các bạn. Giả như thế này. Không ngờ thấy thật nữa, nắm hàng khiếp như thế này. Hữu bằng, sợ cho hữu bằng thật. Đúng là cái phong trào ở đâu thì ở đó phát triển rất mạnh. Rồi, quay cái này cho các bạn nhìn. Đấy. Đi ba đập vào cây. Đây đặt cây. Ui. Toàn đồ già. Cũng đục hết ác phết đấy các bạn ạ. Cái này là anh đục hay thợ lao đục đó? À mua người ta đục sẵn không về mình cứ thế này lùi gì? Nó bò ác phết rồi nhỉ? Đấy những cái chỗ này là bò là chun hết đấy này. Có bôi keo liên sẹo có loại su su không? Không anh. Tự nhiên chứ nhỉ? Nếu mà bôi keo lên sẹo mà xù giờ thì nó kêu nó lên lấp hết rồi. Mà lên lu lên biếu. Nhưng mà thầy sợ sau không có biết cái keo đấy có ổn không nhỉ? Nhưng keo cứ thôi tốt nhất là nếu mà cứ để an toàn mình cứ để tự nhiên thế này này. Nó chậm tí thế nhưng mà về sau lại yên tâm. Cái này anh này thủng toàn là tán tường này. Đấy, lại che nó vào thế. Cái này có tán tầng này. Cũng cố tán tầng. Rồi là nhiều tán tầng nhỉ. Cái tán tầng đúng là thiên biến vạn hóa. Đem cho chúng ta rất nhiều những cái nguồn nguyên liệu để thành những cây phôi quý. Cắt ra là biến hóa khôn lường. Nhiều cây là dị lắm. Để quay ở cái hai cây sau rồi anh ơi. Cái này à? Cái này là cái cây ấy à? Có đóng ghép không? Không. Liên à? Nhưng bản hạ thủ. Hạ cái thủ này xuống gì? Thế này thì chứng tỏ anh phải bỏ ra nhiều tỷ về cây rồi chứ. Chứ năm gì mà phải ít đâu. Hả? Hay là toàn mượn lò ra nó rồi à? Ai chà chà. Mới có 6 năm này các bạn này. Thành tựu của 6 năm này. Mà mượn lò ra nó được những cái vườn cây nó như thế này. Bạt ngàn này. Toàn phôi khủng. Hàng ghê gớm. Đâu đằng sau đâu. À đấy. Úi dù. Anh định làm kiểu gì cái cây này đấy? Làm cây nhiều đầu à? Thế này là mai cái ngọn ở đâu? Đây à? Ngọn đây. Đấy, cho các bạn xem độ già của nó thì miễn bàn nha. Yeah. Mới trộn số bé thế anh? Thế này liệu có ổn không? Ổn đấy, anh vừa thi đất thôi. À, thế cứ một năm thay mấy lần? Cứ coi như năm hơn năm lại thay lần đó rồi. Đang nuôi để xong cho cái cắt cái đi cho làm đá. À chuẩn bị lên đá đây à? Như cái này thì anh em thường gọi thợ nào làm đá đây? Anh làm lấy. Cũng làm lấy á? Ai à? Ghê nhỉ? Lại vừa làm cây lại vừa làm đá thế. Thế anh có đi học nghề đâu không đấy? Đâu, đi học mót á. Học mót á? Cao thủ nhỉ? Tài quá, có những cái người làm cây mới chục năm rồi chưa làm nổi được cả. Anh Quyền đúng là tài năng của cái đất hữu bằng thầy thất. Sáu năm là nghề cây cảnh mà đã làm cây đẹp này, gần ký được cả đá là thế này. Bất ngờ. À đây này, cảnh này úp sang này. Lại dựng lên, này. Che ngay cái sẹo này. Đấy. Nói chung là cái cách làm của anh rất là độc đáo. Đây à? À, cái này cũng đóng vá viết các thứ cũng hay đấy nhỉ, đường chạy co lắc đấy này. Anh có cái lối cách làm tay anh vặn vẹo ghê đấy, xong bạn nó hóa đẹp đấy. Sau là biến hóa.
Đấy. Cắt cái đường kia ra tạo thành đường vai chạy này. Cũng các kiểu. Nào đến đây để giới thiệu sản phẩm cái xem nào. Định ý tưởng làm kiểu gì đấy anh? Định làm kiểu gì đấy? Cái này anh xác định là làm cây bay nhiều đòn. Ba thân. Thế cái này có giữ lại không anh? Không, anh để nuôi để cho nó vui thôi. Xong nay mai phải bỏ ấy nhỉ? Bỏ, tại vì nó lại chắn ngay mặt tiền nhỉ? Còn là tốt hơn này, phải xoay vào đây. Đó. Mình viên viên ra tiểu. Úi dù. Da nó sụn nhỉ? Lùi ác đấy nhỉ? Nhiều cành thở. Anh đi thử để anh che cái xe không? À đấy, anh kéo những cái cua ngọn rất hay nhá. Cứ vặn vẹo lung tung xong rồi lại vào là thành là cây là méo mó thôi. Hay hay. Tôi đang nuôi ái lên, nuôi ít tiền lại nuôi lên. Cái này từ lục ít tiền đúng không? Kỹ thuật cao quá nhỉ. Thế là có học. Cái là cây xin mới. Đó còn cái cây nào nữa? À đấy, đấy cái cây này được này. Nhìn thấy được này. Anh mua cái cục về đây, anh phá ra làm quần nhiều đầu nữa. À đây hình như nó tán tầng nhỉ? Không, phải không? Cái cục đấy, anh mua cái cục thôi về anh phá ra. Thế anh hạ chủ đấy. Tự tay làm? Tự tay anh làm đấy. Ghê nhỉ? Anh mua lúc là thần tài, anh mua mấy triệu đó. Mua mấy triệu cái này thôi? Phôi về phá ra được hơn lắm rồi. Đấy, quan trọng là phải mua cái xấu, phải phá thành cái đẹp thì mới ra tiền, thì mới cái vấn đề. Cái giỏi của cái người thợ là chú ý. Bản chất bảo có 5 triệu đấy em. 5 triệu 4 triệu rưỡi đấy. Đấy, 4 triệu rưỡi cái này thôi. Thế giờ bán lại gấp đôi anh nhé. Hay gấp 3. Mua lâu chưa? Chắc phải vài năm rồi nhỉ? Mua hơn 5 rồi. Có hơn 5 thế á? Ừ, nói chung là gần 25. Đến cũng thần tài được lại là 25. 25 rồi đấy. Mua 5 triệu, giờ giả gấp 4 lần này. Nào, để em lại bế luôn cái này về. Giờ khả năng có 10 lần có khi chưa dám bán nhỉ. 10 lần rồi chưa dám bán chứ đừng nói 3-4 lần các bạn ạ. Đấy. Cái này là về đục phá ra nó dị cây đấy. Đường nó quăng quật. Đây này, chú ý cái phần ngọn này. Cắt cái nhát cắt này đi này, tạo thành cái đường ngọn này. Nó văng từ đời này, chạy ra đời này. Đấy, bắt đầu nó đấy. Đấy, tí này đấy. Anh cho xem con phôi cái... Nếu mà ngày xưa thì nó thành một cục nhỉ. Cục. Đục ra cái giờ thành cái nó văng đi đó. Đấy, đúng là thợ tay nghề cao đấy. Để lấy mấy cái sức lúc mua của anh, lúc nào mua của anh sung túc ở trên Facebook. À, mua trên Facebook. À, là anh rất thích cây nhiều đồ nhỉ, cây nào cũng nhiều đồ. Về cái đục phá ra. Đúng là cứ mua hàng rẻ về lại phá thành cây đắt đấy. Giỏi. Làm với cái lồng cục rồi. Con kia anh cũng hạ sủ kìa, anh cũng có 2 triệu rồi kìa. Kìa đấy. Ừ, đấy. Không cắt xuống. Đấy, anh mua cái cục về anh làm tác phẩm. Nó đến bây giờ là gần 25 rồi mà anh cũng có 2 triệu. Về chịu khó cứ đục điệu, khá thành công. Cái này thì anh chưa sửa được. Đấy, toàn những đồ lục cục. À đây, cây song siêu đây. Ừ, song siêu nó ra rồi. À, cái này được. Cái này ra. Xong siêu. Cho nên là toàn đồ lục cục to đấy nhỉ. Hàng khủng. Cho anh cái này tí nữa. Toàn hàng khủng. Mặt sau nó đẹp hơn. Được cái nó cũng già đấy các bạn ạ. Đấy là nhiều cái độ già lù biếu u như này. Rất giá trị. Mặc dù trên này nó hơi nhặn tí đấy. Anh lại đang đục khoét. Sau nó bo xẹo, nó méo mó. Hai chỗ này sao không cho nó một phát xuyên cắt hẳn bóc cái cục này ra anh? Bóc hẳn cái cục này này cho nó tạo thành cái đường chạy vọng rồi lại méo văng ra đây lại chạy lên nhỉ? Yeah. Đúng không? Anh sợ nó thắt quá. Không, nó văng cây nó méo nó lại lạ. À chắc mặt bên này đẹp thì tiếc không? À ở đây này, mặt bên này nó có cái cục lu chỗ này hàng đóng. U cục. Cái
Đấy, quan trọng là cái thời điểm để vào cày các bạn, rất quan trọng. Một anh vào rất là rẻ, toàn có mấy triệu. Nhưng quan trọng là tư duy về là phải phá được cái thành công cơ. Còn mua mà các bạn mà không biết cách mua thì về nó lại không phá nổi, mà phá thì hỏng, mà để cũng hỏng. Đấy, nhiều khi quan trọng là phải có cái ý tưởng trước khi mua cây, phải ý tưởng hình dung ra mình sẽ làm cái gì, đục khoét nó như thế nào, làm như thế nào, sau là mới ra được tiền. Đấy, ngày mai bố chuyên nhượng nhờ cái cây này. Tương lai mai ok tiếp cho này. À, đứng sát vào cây đi. Con trai đứng sát vào cây. Đấy, ngoan này mai bố này chuyên cho phải kết nối cái đam mê cho con trai này. Nào, nhìn vào đây. 1 2 3 nào. Quyền lên. À, rồi ok, đẹp quá. Chụp cái này nha, đứng lại nha. Đứng đâu? Đấy, cái chỗ này. Rồi, 1 2 3 là nhìn đây. Rồi, ok, nào. Tuyệt vời quá. Đấy, nay mai là kế nghiệp cho thằng cu mấy cây gọi là cu hồi môn này. Đấy, kế nghiệp này. 6 năm rồi bố chơi cây này, và đầy của cải này. Rồi, xin chúc mừng cho hai bố con nhé. Rồi, xin cảm ơn Minh Vượng nhé. Dạ vâng, rồi. Rồi, bonsai Minh Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.